Có khi nào đang đi trên phố, bạn bất chợt bắt gặp hình ảnh người khuyết tật đang vật lộn với chiếc xe lăn để cố di chuyển lên xuống dốc không? Bạn có cảm xúc gì? Thương hại, tội nghiệp hay mong muốn được sẻ chia và đồng cảm? Bạn biết gì về những suy nghĩ và khao khát của họ? Khi người ta đang mạnh khỏe, thì dường như ta không nghĩ đến việc gặp bác sĩ. Khi có đôi chân nhanh nhạy, làm sao ta có thể hiểu hết được nỗi gian nan và ước mơ của người đang phải lê từng bước chân chậm chạp? Đó là điều dễ hiểu và vẫn tồn tại giữa đời thường. Nhưng chỉ cần dừng lại, một chút lắng nghe, một chút quan tâm, đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của người khác, ta sẽ hiểu, sẽ biết đồng cảm và biết sẻ chia với họ. Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật, hiện nay Việt Nam có khoảng 8 triệu người khuyết tật. Đa số họ là những người nghèo, không có việc làm và không thể tự đi lại được. Thưa quý vị, hỗ trợ phương tiện di chuyển cho người khuyết tật của Caritas Việt Nam luôn cố gắng hết sức có thể để tìm kiếm những nguồn tài trợ, những đóng góp từ những tổ chức, những hội đoàn và cá nhân trong và ngoài nước. Họ đem lại những món quà ý nghĩa là những chiếc xe lăn, xe lắc, khung chống và gậy cho người khuyết tật, người bị tai biến, trẻ em bị tật bẩm sinh tại Việt Nam. Những chiếc xe lắc có thể như là đôi chân cho những người khuyết tật trẻ hay những người bị tai nạn lao động. Với đôi tay còn lành lặn, họ có thể dùng chiếc xe lắc để mưu sinh, để sống bằng chính sức lao động của mình. Họ có thể đi bán vé số, bán báo, làm những công việc nhẹ trên chiếc xe lắc bằng một niềm vui, niềm tin và cả ý chí vươn lên trong cuộc sống. Chiếc xe lăn như là một phương tiện cho tất cả người khuyết tật, người tai biến, để họ có thể tự lo cho bản thân mình trong những sinh hoạt hàng ngày. Thật vậy, đối với những gia đình khó khăn, thì việc mua được một chiếc xe lăn cho người thân của mình thì quả là điều họ không bao giờ dám nghĩ đến. Bởi khi cái ăn, cái mặc còn chưa lo đủ, thì làm sao dám nghĩ đến chiếc xe lăn cho cha, cho mẹ hay cho con mình để họ có cơ hội được ra ngoài hòa nhập với xã hội. Con người có quyền sống với phẩm giá của mình. Người khuyết tật là hình ảnh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Họ có khả năng để phát triển, để yêu thương, để tiến bước, để làm những điều tốt đẹp. Họ khao khát cuộc sống và không chịu đầu hàng trước những hoàn cảnh khó khăn hay rào cản của mình. Cuộc đời của Chúa Giêsu gắn liền với người nghèo. Trong 3 năm rao giảng tin mừng, Ngài chữa lành những người tàn tật, què quặt, bại liệt. Ngài đã chạm đến và chữa lành vết thương của họ là sự tàn tật về thể lý và nỗi đau mặc cảm về tinh thần. Ngài là niềm hy vọng, là sức sống cho những người cần được giúp đỡ. Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Thế giới vì người nghèo đã tha thiết kêu gọi mọi người không phân biệt tôn giáo, hãy cởi mở chia sẻ với người nghèo, người khuyết tật trong mọi hình thức liên đới như dấu chỉ của tình huynh đệ. Mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được điều gì đó để giảm bớt một phần nỗi thống khổ cho anh chị em của mình. Kính thưa quý vị, thay mặt cho những người làm chương trình,
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến những tổ chức, những hội đoàn và cá nhân trong và ngoài nước đã cùng đồng hành với Caritas Việt Nam để chúng tôi có cơ hội chuyển giao những món quà ý nghĩa đến những mảnh đời cần lắm một đôi chân, là những phương tiện để cho người khuyết tật có thể di chuyển trong đời sống hàng ngày và để giúp họ vượt lên số phận kém may mắn của mình. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây ấp ủ ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Trên đồng xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa mỗi sắc hương. Không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười, cuộc sống của tôi.